Trong những tháng đầu năm 2020, việc cấp điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc đã đảm bảo an toàn, ổn định. Tuy nhiên vừa qua, do ảnh hưởng của mưa đá rông lốc tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Tuyên Quang, Hòa Bình, Cao Bằng đã làm gián đoạn việc cung cấp điện. Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã động viên và chỉ đạo kịp thời các đơn vị liên quan huy động các nguồn lực cần thiết xuyên đêm, khẩn trương tổ chức khắc phục sự cố, cấp lại điện cho nhân dân trong thời gian sớm nhất. Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ trong nước bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, nhưng kết thúc tháng 2 năm 2020, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN NPC vẫn đạt 5,15 tỷ kWh, tăng 11,04% so với tháng 2 năm 2019. Tổn thất điện năng tháng 2 năm 2020 là 4,67%, giảm 0,38% so với cùng kỳ năm 2019. Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện SID đi là 239,58 phút. Cũng trong tháng này, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt quy định. Tổng công ty đã giải quyết và tiếp nhận cấp điện mới cho 123 khách hàng trung áp với thời gian bình quân là 5,15 trên 7 ngày giảm 1,85 ngày so với quy định. Trong tháng 3 năm 2020, EVN NPC sẽ tiếp tục kiểm tra công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu năm 2020 ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch EVN giao. Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do chủng virus COVID-19, Tổng công ty cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc, quyết liệt, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của chính phủ.